Trong những năm qua, ngành lâm nghiệp Việt Nam nói chung và ngành chế biến xuất khẩu lâm sản nói riêng liên tục phát triển. Gỗ và các sản phẩm từ gỗ đã vươn lên đứng đầu trong nhóm các ngành hàng nông lâm thủy sản. Năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu lâm sản vượt mốc 8 tỷ đô la Mỹ. Riêng xuất khẩu gỗ chiếm trên 71% giá trị, tương đương 5,7 tỷ đô la Mỹ. Từ một quốc gia khai thác gỗ tự nhiên, Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi trồng rừng từ gỗ nhỏ sang gỗ lớn, từng bước giảm mạnh gỗ nhập khẩu và hình thành một ngành công nghiệp chế biến. Với thị trường xuất khẩu trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, hiện Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gỗ đứng thứ 2 châu Á và đứng thứ 5 thế giới. Mặc dù vậy, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu lâm sản của Việt Nam mới chỉ chiếm 6% thị phần toàn cầu. Đây là cơ hội mở ra nhiều tiềm năng to lớn để phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt hàng ngành chế biến gỗ và xuất khẩu lâm sản phải đạt được mục tiêu mỗi năm tăng từ 1 đến 1,5 tỷ đô la, phấn đấu trở thành một trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất, chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản có thương hiệu, có uy tín trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, ngành gỗ đang đứng trước nhiều thách thức như chất lượng gỗ rừng trồng, đòi hỏi truy xuất nguồn gốc hợp pháp từ các nước nhập khẩu, giá trị gia tăng từ các sản phẩm gỗ xuất khẩu chưa cao. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực cho ngành chế biến lâm sản còn hạn chế, thiếu liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp chế biến gỗ và người trồng rừng. Giải quyết được những thách thức này, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng ngành gỗ Việt Nam có thể đứng hàng đầu thế giới về sản xuất và chế biến. Công ty này đang sở hữu những thiết bị hiện đại nhất trên thế giới. Máy may gỗ, máy cắt laser tự động, máy chạm tự động của Đức. Những mẫu máy này có thể cho ra sản phẩm không thua kém gì của nghệ nhân ở độ tinh xảo và độ đồng đều. Đầu tư hơn 10 triệu đô la Mỹ với hệ thống máy móc này, công ty này còn có thể làm được các phụ kiện cho đồ gỗ như kim loại, vải, da, khép kín và nâng cao chuỗi giá trị. Và chúng ta có thể làm tăng cái năng suất lên cao rất nhiều lần. Đồng thời là về chất lượng cũng vậy, nó rất là đồng đều và rất là chính xác. Thì chúng ta có thể tự tin là chúng ta cạnh tranh được với các nước ở khu vực châu Á và thế mạnh về đồ gỗ. Hiện những tập đoàn điều hành khách sạn và nghỉ dưỡng 5 sao lớn trên thế giới như Starwood, Accor, IHG, Marriott, Hilton, Fairmont đều muốn chọn doanh nghiệp Việt thiết kế và thi công. Năm ngoái, chúng tôi đã đưa 70 công nhân đến vùng biển Caribe để thực hiện công trình nội thất cho Park Hyatt, một khách sạn 5 sao hàng đầu. Doanh thu từ công trình là hơn 16 triệu đô la Mỹ. Cả nước hiện có 4.500 doanh nghiệp kinh doanh và chế biến gỗ, trực tiếp sản xuất và xuất khẩu khoảng 1.500 doanh nghiệp. Trong đó có 300 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, FDI. Sự xuất hiện của các doanh nghiệp ngoại đã tạo ra sức ép để các doanh nghiệp trong nước thay đổi về mọi mặt. Bên cạnh đó, theo các doanh nghiệp, trong nhiều khoản hợp đồng, các nhà nhập khẩu thường yêu cầu phía sản xuất phải sử dụng các thiết bị công nghệ mới. Đến hết giai đoạn khấu hao thì phải thay mới để đáp ứng các thông số kỹ thuật của sản phẩm. Hàng năm đều xuất cái giường tầng đấy là cái băng bét đi Mỹ chẳng hạn. Thì cái yêu cầu kỹ thuật của hàng năm là buộc là 4-5 năm anh phải thay đổi, 4-5 năm anh phải thay đổi. Anh phải thay đổi máy đi. Thậm chí có những cái máy mà vẫn còn dùng được đấy, chúng tôi thấy vẫn còn sử dụng được, phải bán đi để mà nhập máy mới về. Cái yêu cầu của nó như vậy, không như thế không đảm bảo được cái đơn hàng cho khách hàng. Đấy, tôi lấy ví dụ như thế. Thì hiện nay tôi nhận ra một điều rằng là cái nhu cầu về đổi mới thiết bị, về trang bị máy móc hiện đại cho doanh nghiệp đang là những yêu cầu bức xúc. Và những yêu cầu ấy nó càng ngày càng lan rộng cho doanh nghiệp. Và doanh nghiệp muốn tồn tại thì phải tính toán cái điều đó. Cũng theo doanh nghiệp này, hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ đã tìm được nguồn máy móc thay thế phù hợp với giá tốt hơn từ Đài Loan, Trung Quốc. Và với đơn hàng đều đặn từ các thị trường như Mỹ và châu Âu, mỗi năm xuất khẩu các sản phẩm đồ gỗ của công ty đạt giá trị 300 tỷ đồng. Đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam thì cái việc mà có những cái đơn hàng mới, và đặc biệt là những cái đơn hàng dài hơi, và tạo ra những cái khách hàng thân quen của mình, gọi là khách hàng chiến lược đấy. Vì vậy cho nên là những cái đấy là cực kỳ quan trọng. Cái đấy nó tạo nên cái tính ổn định và nó tạo điều kiện cho Sarako có thể đổi mới cái thiết bị máy móc của mình, có thể áp dụng được công nghệ
Ví dụ anh chỉ có một cái đơn hàng trong năm nay thì anh nói là năm tới tôi đang chờ, không biết đã có đơn hàng hay không, mà anh đổi mới thiết bị máy móc, anh áp dụng công nghệ mới, thì liệu anh có chắc được là trong thời gian tới cái công nghệ của anh có thể là có đón nhận được những cái đơn hàng lớn không? Cho nên mấu chốt của vấn đề ở đây ở chỗ là cái đầu ra nó quyết định toàn bộ cái phương thức sản xuất của anh và cái công suất cũng như là cái quy mô sản xuất của doanh nghiệp. Nếu như trước đây, sản phẩm gỗ và lâm sản của Việt Nam chỉ tập trung vào các thị trường trung chuyển như Đài Loan, Singapore hay Hàn Quốc để tái xuất khẩu sang nước thứ ba, thì đến nay, đồ gỗ Việt Nam đã xuất khẩu trực tiếp được sang 120 quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới. Các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm qua là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU và Hàn Quốc. Việt Nam đã vươn lên đứng đầu khối ASEAN, đứng thứ 2 châu Á và đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu gỗ và lâm sản. Theo Tổng cục Lâm nghiệp, xuất khẩu lâm sản, đặc biệt là mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt mức tăng trưởng bình quân 13% một năm trong giai đoạn 2010-2017. 7 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ và lâm sản đạt kim ngạch 5,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017. Còn theo Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh Hawa, từ nay đến cuối năm, nhiều doanh nghiệp đã nhận kín đơn hàng, nên mục tiêu xuất khẩu đạt 9 tỷ đô la Mỹ trong năm nay là hoàn toàn khả thi, thậm chí vượt xa. Hiện Việt Nam có trên 14 triệu hecta rừng. Nếu trước đây chúng ta chỉ khai thác gỗ tự nhiên, thì nay người dân và các tổ chức trồng rừng đã thực hiện chuyển đổi trồng rừng từ gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Điều này giúp ngành gỗ chủ động được nguyên liệu. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trước năm 2010, lượng gỗ nhập khẩu luôn chiếm khoảng 70% tổng nhu cầu gỗ nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ. Nhưng những năm qua, trên cơ sở thực hiện thành công các chương trình, dự án trồng rừng của nhà nước, việc quản lý, bảo vệ tốt các diện tích rừng hiện có, độ che phủ rừng được nâng lên đã tạo được nguồn nguyên liệu rừng trồng ổn định, hợp pháp cho ngành chế biến gỗ. Năm 2017, tổng nguồn nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp chế biến gỗ là khoảng 31 triệu mét khối gỗ tròn, trong đó lượng gỗ rừng trồng khai thác trong nước là 25 triệu mét khối, chiếm 75% nhu cầu. Như trước đây, cách đây 10 năm thì ta phải nhập khẩu đến cái lượng gỗ nhập khẩu ta chiếm đến 70 đến 80% cái nhu cầu nguyên liệu. Nhưng mà đến nay thì cái nguyên liệu ở trong nước đã đáp ứng cơ bản và cái khối lượng gỗ nhập khẩu để phục vụ cho xuất khẩu chỉ còn có 25% và là một trong những cái ngành có cái tỷ lệ xuất siêu cao nhất là hơn 70% trong thời gian qua. Thời gian gần đây, diện tích trồng rừng thay thế và trồng rừng tập trung tại các địa phương liên tục tăng nhanh, thậm chí vượt cả chỉ tiêu đề ra. Đây sẽ là nguồn nguyên liệu chính phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu. Sự phát triển rừng gỗ lớn nó sẽ đảm bảo giúp kết nối thành một cái chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp với người dân, và tham gia vào đó là còn có thể có các hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó mà hiện nay là tỉnh đang chủ trương là đề nghị là các địa phương dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Sở Nông nghiệp thì quy hoạch các cái vùng trồng rừng gỗ lớn, phải lấy ý kiến nhân dân để vận động nhân dân là tham gia vào trong cái chương trình trồng rừng gỗ lớn này. Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, ngành chế biến gỗ và lâm sản cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế, cũng như đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, nổi bật nhất là việc gỗ rừng trồng đang bị ăn sổi, khiến chất lượng nguyên liệu gỗ từ rừng trồng trong nước còn thấp và chưa chủ động được nguyên liệu. Gia đình bà Tạo ở xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị có khoảng 2 hecta rừng trồng keo. Theo tính toán, với mỗi hecta gia đình bà phải bỏ ra tổng chi phí từ 20 triệu đồng cho 5 năm trồng và chăm sóc. Thời gian trồng càng dài thì thời gian thu hồi vốn càng chậm, rủi ro cao. Vì vậy, những hộ trồng rừng như gia đình bà Tạo luôn muốn khai thác sớm. Một hecta keo mà của người dân thì nói thật chứ họ trồng cứ độ 4 năm là họ bán thôi. Thứ nhất là kinh tế của họ là không có lợi thứ nhất. Họ cứ nghĩ là họ bán đi là để họ trồng là nhiều đợt là cũng vẫn hơn một đợt. Họ cứ nghĩ như nữa. Ngoài khó khăn về vốn, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các giống mới và trồng rừng cũng chưa được người dân quan tâm. Dân thì dùng giống đủ khắp nơi, ngoài Bắc vào cũng có, mà trong Nam ra cũng có, nhưng mà riêng tôi là tôi
mua giống của cơ quan, thì tất nhiên giống của cơ quan thì nguồn gốc xuất xứ từ vẫn có và năng suất cao hơn. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, hiện toàn tỉnh này có trên 250.000 ha rừng, trong đó có khoảng 110.000 ha rừng trồng gỗ nhỏ với chu kỳ kinh doanh từ 5 đến 7 năm, năng suất trung bình khoảng 80 mét khối 1 ha rừng. Do là gỗ rừng còn nhỏ nên chủ yếu làm nguyên liệu giấy hoặc băm răm nên giá trị kinh tế rất thấp, chỉ đạt trên dưới 1 triệu đồng 1 mét khối gỗ. Tất nhiên là giá trị so với gỗ lớn thì có thể là nó thấp hơn, nhưng mà người ta nhanh được thu có tiền hơn thì người ta thích làm hơn. Và thậm chí là đúng là người ta chưa dám mạnh dạn làm ở cái mô hình gỗ lớn, bởi vì là nó lâu được thu hoạch. Mà thứ hai nữa là có một số cái nhược điểm là đối với những cái loài cây mọc nhanh như đặc biệt là keo thì nó có cái tính chất cơ lý gỗ là kém, cho nên là có cái bộ tán thì lại rất là dày rậm. Cho nên là ở những cái vùng mà có gió mạnh thì là nó hay bị đổ gãy và thậm chí là bị rừng sắp được thu hoạch rồi nhưng mà bị thất bát. Theo tính toán của các chuyên gia lâm nghiệp, với 1 hecta rừng keo sau khoảng 6 năm trồng và khai thác sẽ cho khoảng 90 mét khối gỗ. Trái lại, nếu để thêm từ 5 đến 6 năm nữa thành rừng gỗ lớn, sản lượng gỗ sẽ tăng gấp đôi, giá bán cũng cao gấp từ 2 đến 3 lần tùy kích thước gỗ khi thu hoạch. Trong khi đó, người trồng rừng gỗ nhỏ phải 2 lần đầu tư nhằm tái trồng lứa thứ hai với chi phí trung bình khoảng 30 triệu đồng một hecta. Rừng gỗ lớn chỉ phải đầu tư một lần với tổng chi phí khoảng 40 triệu đồng một hecta. Chu kỳ trồng rừng gỗ lớn tuy gấp đôi nhưng hiệu quả kinh tế lại cao gấp từ 2 đến 3 lần rừng gỗ nhỏ. Tuy vậy, không phải nơi nào người trồng rừng cũng hiểu được điều này. Thiếu vốn trong trồng rừng gỗ lớn không chỉ là vấn đề người dân gặp phải, đây cũng là khó khăn của doanh nghiệp sản xuất và chế biến gỗ khi mới chuyển sang trồng rừng gỗ lớn. Những cây gỗ keo này có chu kỳ khai thác là 7 năm. Nếu chuyển sang khai thác gỗ lớn ở năm thứ 10 trở đi thì 1 hecta sẽ cho giá trị cao hơn gấp từ 3 đến 4 lần. Giá trị là vậy, nhưng công ty lâm nghiệp này mới chỉ chuyển đổi được gần 100 hecta sang rừng gỗ lớn trên tổng diện tích 1.400 hecta của đơn vị. Từ năm 2016 chúng tôi chưa được vay vốn và chúng tôi rất muốn được tiếp cận được cái nguồn vốn vay có cái lãi suất ưu đãi cũng như là cái thời gian cho vay kéo dài hết một chu kỳ cây từ 10 đến 15 năm. Tại Tuyên Quang, diện tích cây gỗ lớn hiện có trên 11.000 ha chiếm khoảng 4% tổng diện tích đất có rừng của tỉnh. Trong 2 năm trở lại đây đã có thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư cho lĩnh vực sản xuất chế biến lâm sản, nhưng những doanh nghiệp này vẫn phải loay hoay với bài toán về nguồn vốn. Theo quyết định số 38/2016 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ phát triển rừng và kết cấu hạ tầng, các công ty nông lâm nghiệp đã nâng mức hỗ trợ lên 8 triệu đồng một hecta trồng các loài cây sản xuất gỗ lớn. Tuy nhiên, định mức này cũng chưa thực sự khuyến khích người dân trồng rừng gỗ lớn. Ngoài ra, các ngân hàng thường ngại cho vay về lĩnh vực này vì rủi ro cao, thời gian trả nợ kéo dài do ngành gỗ lớn đòi hỏi nhiều thời gian đầu tư. Về phía doanh nghiệp cũng rất là mong có đề xuất có những cái chính sách tín dụng hàng năm cho vay vốn lãi suất ưu đãi cho các hộ gia đình, cho các công ty lâm nghiệp để làm sao mà có cái kéo dài được cái chu kỳ kinh doanh rừng. Cái thời hạn cho vay vốn của các cái ngân hàng đối với các cái doanh nghiệp ấy, thì còn khó khăn ở cái chỗ đấy. Thì nếu mà kéo dài cái thời hạn vay vốn cho doanh nghiệp, cho người dân thì cái này nó sẽ là một cái khâu để kích cho cái việc mà trồng rừng gỗ lớn này, bởi vì là nó có chu kỳ dài. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, các doanh nghiệp chế biến gỗ trong nước hiện đang phải mua gỗ từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới. Chất lượng gỗ rừng trồng trong nước chưa đạt chất lượng, nên thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp chế biến gỗ là phải tìm được nhà cung cấp gỗ hợp pháp có chứng chỉ FSC, chứng nhận về quản lý rừng. Sử dụng sản phẩm gỗ hợp pháp hiện đã trở thành yêu cầu bắt buộc ở hầu hết các quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Chính vì vậy, việc liên kết giữa doanh nghiệp và người dân trồng rừng để trồng rừng có chứng chỉ bền vững FSC là hướng đi tất yếu. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay diện tích rừng đạt chứng nhận này vẫn còn khá khiêm tốn. Theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, đến tháng 12 năm 2017, cả nước mới chỉ có hơn 231.000 ha rừng có chứng chỉ FSC. Điều này cũng đang là rào cản cho các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ trong việc có đủ nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Toàn bộ cái khối lượng gỗ rừng trồng mà cung ứng cho sản xuất
các cái sản phẩm xuất khẩu thì đã đạt được cái tiêu chuẩn của thế giới. Ví dụ như là cái tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu, của Mỹ, của Nhật Bản, của Hàn Quốc và của Úc, vân vân. Tuy nhiên, cũng còn một lượng cái nguyên liệu mà ta chưa đạt được cái chứng chỉ, bởi vì là cái gỗ nó còn non, cái chất lượng nó còn kém, cho nên là ta vẫn cứ phải để một cái lượng là một năm ta có khoảng độ phải sử dụng khoảng 12 triệu hecta rừng, rừng trồng, gỗ rừng trồng để ta sản xuất dăm. Thì cái lượng này thì như vậy là trong thời gian tới chúng ta phải giảm đi và có cái biện pháp để nâng cao cái chất lượng rừng trồng lên để phục vụ cho cái việc mà sản xuất cái sản phẩm xuất khẩu. Một trong những giải pháp được đưa ra là tập hợp nông dân trồng rừng thành tổ hợp tác xã để có diện tích rừng đủ lớn, cùng nhau phát triển kinh tế nhờ rừng, trồng rừng liên kết với doanh nghiệp, trồng rừng theo chứng chỉ rừng bền vững. Một hecta rừng trồng keo của nhà chị Dân vừa đến tuổi khai thác, và hiện giờ cả gia đình chị lại bắt tay vào trồng một chu kỳ mới. Không đốt sau khi khai thác, không để rác, ni lông trong rừng, không dùng thuốc hóa học diệt cỏ. Đây chỉ là một trong số hàng trăm tiêu chí trong chứng chỉ quản lý rừng bền vững mà nhà chị cùng hơn 500 hộ dân khai thác tại tỉnh Tuyên Quang đang áp dụng. Trách nhiệm của chúng tôi là cũng phải lớn, tại vì là theo tất cả các tiêu chí của công ty, của ấy đề ra thì chúng tôi cũng phải thực hiện theo đúng thì để nâng cao chất lượng của sản phẩm. Đến nay, tỉnh Tuyên Quang có trên 16.000 hecta rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý rừng bền vững FSC. Ngoài liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ, thì Tuyên Quang còn có mối liên kết giữa cơ sở chế biến với các nhóm hộ. Ở đó, các hộ trồng rừng giám sát lẫn nhau, đồng thời công ty chế biến gỗ cũng thường xuyên có những buổi làm việc để hỗ trợ những khó khăn của các nhóm hộ. Tất cả các cái gỗ mà khi sản xuất ra và được xuất khẩu thì đều được truy xuất nguồn gốc một cách rõ ràng. Cái lô này là trồng là rừng của ai, ở đâu, thế và trồng năm nào và khai thác năm nào, có đảm bảo thực hiện cái quản lý rừng bền vững không và có được cấp chứng chỉ quốc tế không. Còn tại tỉnh Yên Bái, cũng từ triển khai trồng rừng có chứng chỉ mà nay gia đình bà Chu Thị Hồng không còn phải bán gỗ cho thương lái với giá rẻ như trước nữa. Giờ đây, toàn bộ gỗ keo của nhà bà đều được hợp tác xã sản xuất và chế biến gỗ Bình Minh tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái bao tiêu toàn bộ đầu ra. Không chỉ có thế mà giá bán cho hợp tác xã cũng ổn định và cao hơn với mức giá bình thường. Ngày xưa là chúng tôi làm rừng là bán gỗ thì cũng vào toàn bán non thôi. Cụ thể ngày xưa là bán cái đầu 3 đầu 4 là nó chỉ được độ 1 triệu một khối thôi, nhưng bây giờ bán được 1 triệu 3 một khối chẳng hạn. Với sự hỗ trợ của chương trình hỗ trợ rừng và trang trại, Hợp tác xã Bình Minh được thành lập đầu năm 2017 từ một tổ hợp tác nhỏ bé. Đến nay, hợp tác xã đã có 18 thành viên. Thay vì sản xuất gỗ theo tập quán cũ, hiện các thành viên của Hợp tác xã Bình Minh đều sản xuất gỗ theo chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Hợp tác xã đã xây dựng xưởng xẻ COC đáp ứng được các yêu cầu của các quốc gia nhập khẩu khó tính trên thế giới. Do vậy, sản phẩm làm ra được công ty cổ phần lâm sản Nam Định bao tiêu toàn bộ. Bây giờ nó có một cái lợi thế của hợp tác xã là được ủy quyền mua và sản xuất trực tiếp cái gỗ COC, cái gỗ FSC của công ty lâm sản Nam Định. Thì người dân trực tiếp và các hộ thành viên tham gia đều được quyền lợi hơn, vì là cái gỗ có chứng chỉ là sẽ được lợi cao so với thương lái ngoài bán ra ngoài. Ngành lâm nghiệp đánh giá rất cao mối liên kết giữa doanh nghiệp chế biến và người trồng rừng. Có mối liên kết này, sự hỗ trợ của doanh nghiệp đối với người trồng rừng cũng được đẩy mạnh hơn. Mối liên kết này cũng giúp quy tụ lại diện tích rừng manh mún của người dân, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn. Hàng triệu hộ gia đình, mỗi một gia đình ấy thì chỉ có 1-2 hecta, thậm chí chỉ có vài nghìn mét vuông thôi. Cho nên để đầu tư sản xuất quy mô lớn là rất khó. Cho nên trong thời gian tới, ta phải làm sao? Phải có chính sách tích tụ đất đai, nhưng mà không phải là tích tụ đất đai một cách cơ học. Đấy, là ta thu đất của người dân, ta giao cho doanh nghiệp.
mà ta phải hình thành các hợp tác xã, người dân tham gia các hợp tác xã, chung tay vào mỗi người một ít vào, như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái vùng hàng hóa lớn, và như vậy có mới có khả năng để các doanh nghiệp đầu tư và thu mua cái nguồn liệu với quy mô lớn được. Cũng theo Tổng cục Lâm nghiệp, cả nước hiện có trên 150 hợp tác xã lâm nghiệp, nhưng nhiều nông hộ vẫn quen với phương thức sản xuất cũ, trồng rừng tự phát, ngại thay đổi, thiếu vốn đầu tư. Chính vì thế mà số diện tích rừng đạt chứng chỉ vẫn còn khá khiêm tốn. Đẩy mạnh diện tích rừng có chứng chỉ không chỉ giúp các doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, mà còn giúp giảm thiểu rủi ro trong việc nhập khẩu các loại gỗ bất hợp pháp. Qua đó, nâng cao được vị thế của ngành sản xuất và chế biến gỗ của Việt Nam trên trường quốc tế. Ở chiều ngược lại, sự liên kết này giúp nông dân vượt qua được các hạn chế về trình độ thâm canh và nguồn lực đầu tư. Quản lý và phát triển rừng bền vững cũng chính là một trong ba chương trình phát triển được xác định trong Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020. Do vậy, cần có chính sách thúc đẩy mạnh hơn nữa mối liên kết này để nâng cao diện tích rừng đạt chứng chỉ trong thời gian tới. Sau cái luật lâm nghiệp ban hành, thì chúng tôi đang soạn thảo để trình với chính phủ các cái nghị định. Trong đó có cái quy định về cái chứng chỉ rừng bền vững của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì đánh giá cao và thực sự thấy rằng cần phải vinh danh những người chế biến gỗ lâm sản làm ăn chân chính đúng pháp luật. Thậm chí tôi nói là phải có cái nhìn nhận rất là khách quan, rất là đúng đắn về cái ngành công nghiệp này. Dù những năm qua, các doanh nghiệp Việt đã chú trọng đổi mới công nghệ, mẫu mã, sản phẩm gỗ xuất khẩu, nhưng giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam còn khá khiêm tốn. Theo Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh, điểm quan trọng vẫn là các sản phẩm xuất khẩu phải là sản phẩm có giá trị cao để đưa vào các thị trường khó tính. Tuy nhiên, trong hơn 4.500 doanh nghiệp, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn, thương hiệu nổi bật, có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Theo thống kê, ngành chế biến lâm sản hiện nay đang tạo ra khoảng 500.000 việc làm trong các cơ sở chế biến và cho hàng triệu lao động trồng cây ở khu vực nông thôn, miền núi, góp phần ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế bền vững. Tuy nhiên, lượng lao động được đào tạo lành nghề của ngành chế biến lâm sản vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Có nhiều con số nó đưa ra đó là có đến 50% lao động đã qua đào tạo. Thì thực ra ở cái bậc công nhân đó, thì tôi nghĩ là con số nó chưa đến 10%. Chưa đến 10% qua đào tạo, ngoại trừ là các bạn đã đi học phổ thông. Các cái trường dạy nghề chúng ta rất là yếu, các cái trường đại học thì cung không đủ cầu. Cũng phải nói một cách rất là chính trị là cả một cái hệ thống chính trị vào cuộc. Nhà nước là cái nơi mà gọi là đào tạo chính. Thật ra thì hiện tại bây giờ là doanh nghiệp đào tạo chính. Chắc chắn các bạn không được đào tạo sẽ không có là những cái sản phẩm đạt như ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta phải đào tạo một cách bài bản, căn cơ, có tay nghề. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành chế biến gỗ được xem là một trong những giải pháp hết sức cấp bách, bởi đây là ngành chịu tác động rất lớn từ công nghiệp 4.0. Và để sản phẩm gỗ của Việt Nam có uy tín trên thị trường quốc tế, thì đòi hỏi các doanh nghiệp Việt phải nói không với nguồn nguyên liệu gỗ khai thác bất hợp pháp, nhất là khi Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại trên thế giới. Trong bối cảnh thương mại quốc tế đang có nhiều diễn biến phức tạp, và một số nước có thể đánh thuế rất cao vào sản phẩm gỗ xuất khẩu của một nước khác, đồng thời tăng cường những biện pháp chống lẩn tránh, thì các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm gỗ của ta cần tỉnh táo để không bị cuốn vào các xung đột này. Và theo hướng đó thì cần bảo đảm rằng sản phẩm gỗ xuất khẩu của chúng ta là sản phẩm Việt Nam thực sự. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp cũng chủ động thông báo cho Bộ Công Thương các trường hợp nghi ngờ là gian lận xuất xứ Việt Nam, để Bộ Công Thương kịp thời xử lý và tránh các con sâu làm rầu nồi canh ảnh hưởng đến xuất khẩu gỗ của chúng ta. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ, ngoài những thị trường như Mỹ, châu Âu, hiện nay thế giới đang quay trục về những thị trường ở khu vực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Nhưng các nhà xuất khẩu Việt Nam hiện chỉ xuất khẩu được răm gỗ vào Trung Quốc, trong khi thị trường này còn rất nhiều phân khúc sản phẩm để cho doanh nghiệp gỗ Việt Nam có thể chen chân vào, đặc biệt là đồ gỗ nội thất, bàn ghế, tủ, giường, ván lót sàn. Và trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ Việt Nam vẫn chưa thực sự đặt chân vào thị trường béo bở này, thì các quốc gia khác đã đẩy mạnh xâm nhập.
Thậm chí các nước như Mã Lai, Singapore thì đang coi Trung Quốc là thị trường chính. Trong khi đó chúng ta mới xuất khẩu là dăm gỗ sang Trung Quốc mà thôi. Thì đấy, khu vực châu Á là khu vực mà trong 10 năm tới để mà đạt được cái mục tiêu 20 tỷ như các doanh nghiệp kỳ vọng thì chúng ta phải khai thác thị trường này. Và tôi nghĩ là châu Á thì lại là một cái nơi mà lại rất gần với chúng ta. Đẩy mạnh về thị trường xuất khẩu, nhưng các doanh nghiệp trong nước cũng không được quên thị trường trong nước với gần 100 triệu dân. Vấn đề duy nhất hiện nay của thị trường trong nước đó là thiếu các nhà phân phối đủ lớn để có thể bán hàng trực tiếp từ các nhà sản xuất gỗ tới tay người tiêu dùng với giá tốt nhất. Những mảng phân phối tại Việt Nam vẫn còn manh mún. Đó là lý do tại sao mà người tiêu dùng vẫn đang phải mua những sản phẩm đôi khi giá khá cao, bởi vì cái quá trình phân phối nó không được thực thi bởi những doanh nghiệp phân phối lớn và với sản lượng lớn, và họ có thể cắt được những trung gian và giảm chi phí. Ngày nay, thế hệ trẻ của Việt Nam hoàn toàn khác. Người ta dùng đồ gỗ giống như châu Âu dùng đồ gỗ. Người ta dùng đồ gỗ theo cái model. Nó phù hợp với những cái căn phòng hiện đại. Nó phù hợp với những cái ngôi nhà hiện đại mà cái lớp trẻ hiện nay. Và một cái thế hệ tầng lớp trung lưu hiện nay càng ngày càng đông, người ta phát triển, nhà người ta xây mới, người ta sử dụng những cái đồ gỗ như vậy. Như vậy là thị trường đồ gỗ của Việt Nam hiện nay thay đổi từ truyền thống sang hiện đại. Và càng ngày nó sử dụng cái gỗ, những cái đồ gỗ hiện đại càng ngày càng nhiều. Theo thống kê, năm 2017, tiêu thụ trực tiếp trong nước của người Việt đối với sản phẩm đồ gỗ là hơn 1,5 tỷ đô la. Con số trên đã khẳng định một điều, đó là thị trường trong nước vô cùng màu mỡ đối với các doanh nghiệp đồ gỗ. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, để phát triển bền vững thì việc trồng rừng và bảo vệ rừng cần được coi trọng và là yếu tố tiên quyết. Hiện nay nhiều địa phương, chính quyền vẫn còn buông lỏng quản lý, khiến cho nạn khai thác rừng diễn ra nghiêm trọng. Nhiều cánh rừng nguyên sinh có trữ lượng gỗ lớn, mặc dù đã được giao cho người dân hoặc đã có các lực lượng chức năng quản lý, nhưng hiện tượng chảy máu rừng vẫn diễn ra. Thủ tướng nhắc lại kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên, không phá rừng để làm cây công nghiệp, mà tăng cường thâm canh tái canh các loại cây công nghiệp hiện nay, để chúng ta giải quyết các quan điểm phát triển bền vững, hiệu quả, hội nhập sâu rộng để thực hiện các cam kết quốc tế. Thủ tướng cũng nhấn mạnh giải quyết vấn đề chất lượng gỗ rừng trồng thấp, đáp ứng nguyên liệu ngày càng cao của chế biến gỗ cần phải được xem là khâu then chốt. Các ban ngành, doanh nghiệp liên quan cần tăng cường nhân lực chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến gỗ và lâm sản trong thời đại 4.0 hiện nay, làm tốt công tác nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước để đẩy mạnh những thuận lợi, tận dụng cơ hội đưa ngành công nghiệp gỗ Việt Nam xâm nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường toàn cầu. Trên cơ sở đó mà các cấp các ngành, nhất là ngành Bộ Nông nghiệp, qua ra soát hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan, cũng như cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư tốt hơn nữa, thuận lợi hơn nữa, thông thoáng hơn nữa cho ngành chế biến gỗ và lâm sản phát triển. Trong 10 năm tới, ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu Việt Nam phải trở thành một ngành mũi nhọn trong sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam, phấn đấu để Việt Nam trở thành một trung tâm hàng đầu về sản xuất, xuất khẩu gỗ và lâm sản có thương hiệu, có uy tín của thế giới. Để thu hút đầu tư tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gỗ, Việt Nam đã ban hành một loạt chính sách như quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách bảo vệ phát triển rừng và đầu tư kết cấu hạ tầng, nghị định số 57/2018 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, nghị định số 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Đặc biệt, sau 6 năm đàm phán thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký tắt Hiệp định Đối tác tự nguyện thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản với EU. Dự kiến tháng 10 năm 2018, Việt Nam sẽ ký chính thức hiệp định và phê chuẩn hiệp định vào tháng 12 năm 2018, từng bước tạo ra một thị trường xuất khẩu thông thoáng cho doanh nghiệp Việt, tránh được nhiều rủi ro vì nguồn gốc gỗ bất hợp pháp. Thủ tướng Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng thể chế, chính sách pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành gỗ phát triển nhanh, bền vững. Nếu tận dụng được vùng nguyên liệu hợp pháp, thị trường xuất khẩu rộng lớn lên tới 120 quốc gia, sự phát triển nhanh chóng về công nghệ, nguồn nhân lực được tăng cường đầu tư, mục tiêu trở thành quốc gia hàng đầu thế giới, có các sản phẩm đồ gỗ chất lượng, uy tín sẽ không phải là quá viển vông.
và đây cũng chính là con đường mà Việt Nam phải hướng đến. Bởi đó là hành trình vừa phát triển kinh tế, vừa làm xanh đất nước.